Làm KOL sướng lắm mọi người ơi, được brand tặng quà hoài à. Câu nói này thực ra là cũng hơi đúng đúng. Hôm trước á, là Dinh quay review cái cây cọ đánh son này nè, xong rồi sử dụng cái cây son này trong cái clip đó. Xong tự nhiên mọi người hỏi cây son này quá trời, mọi người tìm mua cây son này quá trời luôn. Cho nên là mình được brand gửi tặng 9 cây son và còn thêm một số món khác của brand nữa. Nhưng mà thật ra là nhờ mọi người coi clip nhiều, mọi người thích son này rồi đi mua, cho nên là tụi mình mới được tặng. Vì có rất là nhiều bạn thích cái dòng son này mà hôm trước ở trong clip Dinh chỉ dùng có một cây thôi, nên hôm nay mình sẽ swatch hết đủ tất cả các màu để cho mọi người có thể dễ chọn màu nha. Đầu tiên là xem cái vỏ trước nha. Vỏ này thì được thiết kế khá là độc đáo, nói chung là hình thù nó không có cái gì dính với cái gì hết, mà đặc biệt là cái ở giữa này á mình có thể xoay được nè, nên là nhìn nó rất là lạ mắt. Cái vỏ màu trắng á là người ta sẽ đổ ngẫu nhiên, cho nên là không có cây nào giống cây nào hết, nhìn nó khác nhau hoàn toàn. Nếu như mà mọi người mua cái màu trắng này nha thì gần như là mình có một cây son độc nhất vô nhị. Tổng cộng là Dinh nhận được 9 màu son, thì 3 màu son trên cùng á là cái vỏ màu trắng này nè, còn 5 màu son ở dưới thì là cây này. Vì thời lượng clip có hạn cho nên chắc là Dinh sẽ chọn một cây dòng màu trắng với lại là một cây dòng màu bạc để test thử lên môi cho mọi người xem ha. Dòng màu trắng thì mình sẽ đánh thử màu J04. Dòng vỏ trắng này á thì nó sẽ để lại một cái lớp finish bóng. Màu này thì nó sẽ hơi có một chút xíu cam cam và một chút xíu nâu nâu, rất là hợp với lại cái khung cảnh mùa thu và mùa đông cuối năm. Nhưng mà khi cái màu này nó lên trên da thì nó sẽ không có bị nổi quá, không có chọi quá, nên là không có dìm da và không có dìm cái men răng của mình. Nhưng mà cảm giác là nhìn sẽ giống như là một tiểu thư đài cát có tiền á. Nó là cái kiểu màu như thế này. Còn đây là màu VO03. Dòng vỏ bạc á thì Dinh cảm thấy là cái chất của nó sẽ rất là mỏng, lên môi gần như là không cảm giác được là có son luôn, nhưng mà nó vẫn để lại một cái lớp dưỡng ẩm khá là ok ở trên môi của mình. Đây là màu V03 nha. Màu này thì Dinh thấy nó sẽ hơi có một chút hồng hồng. Nhìn cái mặt mình nó hồng hào, nó tươi tắn hơn á. Màu này thì nó sẽ không có bị quá chói và quá rực rỡ, nên là những bạn nào mà muốn là có một cái màu mình có thể đánh cho môi mình hồng nhẹ lên mà để mặt mọc vẫn ok á thì Dinh thấy là màu này rất là hợp. Màu này thì sẽ nhìn trẻ trung hơn màu lúc nãy.